Xin chào quý khách thân yêu của em nha. Cũng chiều mà chiều tối rồi ha. Em lên lô máy 15 cây nha. Hôm nay em lên lô B nha quý khách ha. Em lên lô B. Rồi hôm nay em có nhín ra được 2 cây máy còn đất Nhật luôn ha. Hôm nay em sẽ sell 2 cây này lại với giá là 700 ngàn một cây. Một cây tôm liền và một cây tôm gời nha quý khách ha. Đó. Em bao lửa nha. Bao lửa, bao hơi, bao nồng nha. Đó, cái này là chế là sao em để nguyên vậy nha quý khách đó. Xăng Nhật còn luôn nè. Xin lỗi, đất Nhật còn luôn. Đó. Tay lái đầu bò đầy đủ ha. Rồi. Lô máy của em hôm nay dao động từ 30 ly cho đến là 37 ly. Trong đó có một cây Honda GX25 nha quý khách ha. Honda này thì nói chung là áo nó mới. Nhưng mà phụ tùng bên trong thì nguyên zin của nó quý khách ha. Tại vì về nó không có cái áo, nó không có nắp boe thì em bổ sung những cái thứ ở ngoài thôi. Chứ không có mới cái gì hết quý khách ha. Nguyên zin hết. Chế cũng nó cũng zin của nó đây nè. Hôm nay có Honda GX25. Cây Gobin 31 siêu mạnh, siêu khỏe, Hitachi sang trên. Dòng họ Magu ha. Dòng họ Magu rồi có hai con trâu, hai con bò là có Magu tum sắt nè. Này là tên 130 nha. Và Kawasaki Isaki Isaki C25. Đó. Tanaka vượt sau một cây Gobin cốc. Hay gọi là Makita cốc đó. Quý khách xem hàng mà có đặt hàng thì cho em số điện thoại với địa chỉ. Và số hotline là 0858 256 356. Đồng thời cái đó cũng là số Zalo của em nha quý khách ha. Lô máy hôm nay rất là đẹp, trợ lực rất là nhiều nha. Có tay ga bóp luôn nè, zin luôn. Rồi, nhớ xem like thì cho em xin một cái nút like là thích đó, chia sẻ giùm em và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đăng ký kênh, nhấn cái chuông vàng. Rồi bên hông có chữ thông báo, nhấn chữ tất cả giùm em nha quý khách ha. Khi mà em like nó sẽ hiện lên kênh của mình để mình tương tác với nhau, rồi em like rồi quý khách có thể chốt được những cây máy mình ưng thích nha quý khách ha. Hàng hôm nay là zin hết nha, Magu rất là đẹp luôn nha quý khách ha. Rồi. Hôm nay em sẽ cho bán xem cây này là với giá là 700 ngàn một cây. Nãy hình như em nói là 700 phải không quý khách? 700. Là ai chốt cây này thì chốt giùm em chữ B mấy ta? B13, B14, B15 nha. Giá hình giùm chị ơi, chị quên đó. B14 nha quý khách ha, B14. Cái này là chế của nó mà mới chát luôn quý khách ha, còn đất Nhật đàng hoàng luôn. B14, 700. Bao hơi, bao nồng, bao lửa nha. Cái này thì em chưa có coi nồng, quý khách cứ chọn đi về em coi nồng nha. Rồi B15 cu ghi đứng nha. Cái cây này cũng 700 luôn. Mà B14 thì tôm gầy nha. Đó. B15 thì tôm liền. B15 này thì 30 ly 20cc nha quý khách ha. Về anh em nào thích dập máy đó thì tháo ra dập, lựa dập rửa vệ sinh gì chết nổ nổ gì ha. 700 là bao quý khách là xài phê luôn nha. Xài phê luôn nha quý khách ha. B14 700, B15 700. Rồi, em quay lại B1. B1 là một cây Tanaka vượt sau, miền Bắc gọi là như vậy, còn miền Nam miền Tây em gọi là vượt. Xin lỗi, miền Bắc gọi là vượt trước, còn miền Tây miền Nam mình gọi là vượt sau nha quý khách ha. Cây này là tum rời nha. Đó, tum rời. Nó có hai cái chân trống phía dưới nha. Tay ga trên đây. Trên tay cầm và đồng thời công tắc thì nằm đây nha quý khách ha. Đó, 30 ly. 30 ly 20cc nha, giật siêu bốc nha. Cái này là chuyên dành cho xài gia đình nha quý khách ha. Rồi tắt nổ đi. Xài cho gia đình rồi đó, lại xăng, ngại nổ. Giá siêu rẻ, triệu mốt, qua ship tới nhà. Là giật phía sau chứ mình cũng có cái thế để giật nha quý khách ha. Cái bình xăng nó không chạm đất luôn nè, nhảy nổ luôn. Chuyện mốt bao ship tới nhà, được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Bao ship tặng nhà luôn. Cái thứ hai là Makita cốc 20cc 30 ly ha. Le gió tự động nè. Khi mà clip như thế này mà mình lên ga thì le nó sẽ tự động nhảy ra. Đó quý khách ha. Bình xăng vú lớn là bình xăng cao cấp nha. Đó, nó có cái thiết kế nè. Cái mã đen phía dưới thì mình xong mình sẽ không chạm đất nha. Lắp zin trắng cỏ zin luôn. Bây giờ trên đây ha. Cây này là B2 30 ly 20cc nha. Đây. 1,3 triệu.
bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Trọng lượng tầm 3 kg ngoài đến 4 kg, công tắc nằm đây nha. Siêu nhẹ, chuyên dụng cho bà mẹ và trẻ em. Người già lớn tuổi nha quý khách ha. Makita này xài nó bốc lắm nha quý khách. Rồi, được đi. Nhỏ mà có vỏ nha. Anh em quý khách nào chốt cây B2 thì chốt giùm em chịu 3. Cái B3. V3 30 ly, chịu 4. Ha, cái này là Magu Yama 20cc nha. Nguyên một màu xanh dương nha. Đây, công tắc nằm đây nha. Này tum liền, tum mũ ha. Lắp đây. Có mua đi mấy ông đây. Cái này trợ lực nha quý khách. Cái đó điện cho anh em đi, tôi không biết giá. Ê, Honda mắc hơn nha. Có Honda muốn mấy cái này cho ai hả? Vậy hả? Tại vì muốn ghi thường thì tôi biết giá của Honda. Honda 4 có lùng á. Rồi, giờ em quay lại vấn đề của khách ơi. Rồi, cái cây này là gọn, nhẹ, trợ lực, hai da thiều ha. Thì khi mình giật một cái nó sẽ nhả lại, xài cực phê luôn nha quý khách ha. Cái này cũng chuyên dụng cho gia đình luôn, bà mẹ và cho em ha. Cái chế của nó đây. À, giật đi. Để khi mà mình nhận hàng á thì mình thử máy cho rất là nhanh ha, khỏi cần phải đợi shipper ấy nha. Ông tính đi. Cái này là 1 lít xăng là 40cc nhớt ha, nhớt hai thì mà dạng như nhớt đỏ, nhớt xịn đó nha, là xài phê cũng khách hoặc là 4 lớp nhớt vẫn được ha. Rồi mình trộn với nhau, mình đổ vô xong rồi mình đóng le cái máy ha, bóp vú bóp xăng lên. Đóng le giật cái, mở le ra, lên ga là chạy ngót ngót luôn nha quý khách ha. 1,4 triệu. Bao ship tới nhà được kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi, tới cây cho bò Iseki ha. Cái cây này là hay còn gọi là Kawasaki. Cái này TG 24 nha, 24cc 32 ly, 1,5 triệu nha quý khách. Cái này hết là 33 ly luôn á. 1,5 triệu, tay ga trên công tắc trên ghi đông luôn. Cái này em đã lên chế 260 rồi nha quý khách ha. Cái chế của nó với cục lửa của nó thì cùng với là trùng với là chế với cục lửa của Trung Quốc. Khi mà mình có bị hư hao gì đó thì mình thay lại ha, xài đợi đợi luôn nha quý khách ha. Cái máy thì chỉ xài 4-5 năm không ăn nhầm gì đó. Rồi, cái máy này 1,5 triệu nha. Cây này là tum rời nha quý khách ha. Cái này là đấu bình xịt phê luôn nha. Cái này là em chuyên đấu bình xịt xịt luôn á. Tum rời, tum 260 ha. Mà lại là tum nhôm nữa. Cái này nó chỉ chạy tí xíu thôi nha quý khách ha. Nhưng mà vấn đề là sao? Tum nhôm dày, nhôm chất lượng của nó thì thôi chứ không có gì nha quý khách ha. V4 32 ly, 1,5 triệu nha. Rồi. Ha. Cái này là Maguyama hơn gọi là T130 nha quý khách. Đó, tum nhôm tum rời luôn ha. Đấu bình xịt, đấu cháo, đấu tàu, đấu bún, đấu phỉu gì đó đóng V5 và 2 ly 1,5 triệu luôn nha. Đó, ra nè. À, cùi nè. Cái cái công tắc nó nằm ở đây nha quý khách. Đó, xong một hồi em kiếm thì nó ra cái công tắc. Rồi, cái này là nó có cái đế cao hơn bình xăng ha, cho nên bình xăng không chạm đất nè. Còn bên đây thì bảo vệ bình xăng mình nè. Đó, cây nào nó cũng có ưu điểm riêng. Rồi, giật đi. Những cái cây
cây như thế này á, ngoại hình nó không bắt mắt nhưng mà đảm bảo du khách là chạy dữ lắm bền luôn, dữ lắm lâu luôn, chạy khỏe lắm. Mình mệt thôi chứ máy nó không mệt, du khách mệt nó không nóng máy, mà nói chung á xài nó cũng ngợi xăng lắm nha. Rồi B này là B5 1,5 triệu nha. Tới B6 là một cây Maru 34 ly 1,7 triệu. Rồi cũng cây Maru 34 ly luôn. Cái này là B7 1,8 triệu. Nó khác nhau ở chỗ nào ha, hai cái máy thì đẹp ngang nhau, màu vàng ngang nhau. Khác nhau ở chỗ á, là có tay ga bóp mới, có tay ga bóp zin, cho nên là cây này mắc hơn 100.000 ha. Mấy anh nào thích tay ga bóp này thì lấy cây này nha. Còn cây bên đây thì nó còn nguyên hiệu luôn nè, còn cái chế của nó cũng giống nhau nha. Hai cây Maru vàng B6 34 ly 1,7 triệu, 26cc B7 34 ly 1,8 triệu nha. Công tắc ở phía sau nè, cái này của bi gan hay có thể nói là hai thằng này là song sinh nha quý khách, khác là khác cái tay ga thôi. Nhưng mà B7 á, thì nó B6 thì nó có trắng cỏ zin nha, B7 thì nó em chưa gắn trắng cỏ vô đó, lát nữa nè. Máy còn rất là mới, rất là đẹp nha. V7 mình xăng nó sáng hơn nha quý khách. Đó. Rồi. V6 V7. Giật. Cái này là chuyên dùng cho những cái bác nào mà bốn ngoài 50 tuổi đó, thích cái độ đầm của cái máy mà qua thời gian nó dập con người mình đó quý khách ha. Thời gian dập con người mình lên xuống nãy giờ. Thôi giờ chọn những cái máy êm đềm xài đi. Còn những cái máy cuối như này á là Hitachi với Robin á, là chuyên dùng cho thanh niên đó, mấy anh đi cắt cỏ thuê rồi đó ha. Xài mấy cái máy Maru này là không có phê đâu. V8 1,7 triệu. Này là Maru cũng 34 ly ha, 255cc trợ lực nha, màu đỏ ha. Công tắc với ga trên ghi đông cho mình. Cái này thì chế tên lời chế hai kim nha, chế kim của nó cũng khá là nhạy nổ luôn nè. Thùng của nó nè, hai cái thùng nó rất là dày nha, đó chứng tỏ là cái máy này xài không có nhiều. Cái này cũng còn thùng nữa nè, cây màu vàng nè cũng còn thùng nữa nè đó, màu vàng gây xe B7 đó nè, B6 cũng vậy luôn nha quý khách ha, thùng này còn rất là dày. Rồi giật cái màu đỏ này đi, 1,7 triệu. Cực kỳ nhảy nổ ha. Rồi B8 nha, trợ lực màu đỏ 1,7 triệu. B9 B10 là 1 triệu. Hàm ngươi B9 này là 1,7 triệu 34 ly nha. Em vừa để trên đây hết nè, 34 ly 265 gần 27cc. Cái này 26cc 34 ly 1,8 triệu. Tại sao hai em này trên lại 100.000? Cái màu này nó bị khô hơn, cái màu này đẹp hơn quý khách ha, áo nó đẹp hơn. Hàng này hàng Nhật không nha quý khách ha. Cái áo này là do em, là em chịu khó em chùi rửa đó nha quý khách ha. Chứ mình đừng nghĩ trời ơi nó dính nè, nó bị cháy đồ này kia thì cái hàng Nhật không phải đâu, cũng bị đó. Nè, nhìn kỹ đi, cái này là do em tăng trang nó lại quý khách ha. Hai thằng này đều trợ lực hết. B9 1,7 triệu, B10 1,7 triệu nha. Công tắc với ga trên ghi đông cho mình nè. Đó, ở đây á là này cũng công tắc với ga trên ghi đông, hai cây giống nhau. Cái này là em chỉ test cho quý khách tham khảo thôi. Quý khách nào mua hàng thì kết bạn qua Zalo, rồi em test kỹ luôn quý khách xem luôn nha. Rồi. Okay. Những cái dòng Maru này quý khách chạy cực kỳ lợi xăng luôn ha, mình chạy mệt thì thôi chứ cái máy nó không hết xăng.
cái này cho tầm 20.000 xăng á, là kéo cỡ 10 xe, mà 10 xe gọi là 10 xe cỏ của khách về cho trâu cho bò ăn á. Chạy đi, mà nó gọn, nó trọng lượng nó rất là nhẹ. Cái áo nó thì nhìn nó bên ngoài nó bự như vậy chứ nó nhẹ lắm. Rồi em qua tới B11, 1.800.000 nha. Cái này Hitachi mình xăng trên, lý do mình xăng này là nó vỡ cho nên anh thay mình xăng mới nha, nhưng mình xăng mới nó cũng rất là dày dặn nha quý khách. Vậy thôi em, anh em giật đi chứ sao, nói gì vậy? Cái này là 33cc, 37 ly nha quý khách ha. Tum gời mà tum lớn luôn nè, tum lớn bố lớn công tắc nằm đây nha. Cái này mình bán dây đeo nè. Cái này là ga trên đây nè. Đó. Rồi. Cái này là 1.800.000 nha, chạy không thuê không lấy tiền. Chị tắm quá rẻ, bao ship tới nhà được kiểm tra hàng trước khi nhận nha quý khách ha. Lý do là mình xăng kia nó vỡ cho nên mới thay mình xăng này. Mà thay nó tốn tiền mà lại là giá trị cái máy thấp nữa, chứ bình thường cái máy này bán tới 2 triệu luôn quý khách ha. Rồi Govin 31 là 31cc ha. Và cây này là B13 37 ly 2 triệu ha quý khách nè. Nó mắc cái tum nhôm nè. Govin này tum nhôm nha quý khách ha. Lắp nè, lắp nghiêm luôn, cán cổ nghiêm mà bị vỡ rồi. Ga này ga riêng nha, cái này mấy anh mà muốn lên cái công tắc ga bóp á thì em lên cho, nhưng mà ga bóp mới nha quý khách ha, là em lên miễn phí luôn. Chế cái máy này vú dưới ha, đó giật ra ga 13 2 triệu. Anti cực phê ha, công tắc nằm bên đây nha. Rồi đi vô lấy dùm cái dứt đỏ ghi này B12 đi, nó không ghi B12 rồi ai chốt cái robin này chốt dùm em nha quý khách ha. 37 ly đó, bình xăng dưới nha, 2 triệu chạy lắm thuê nha quý khách ha. Lấy để chỗ ngăn này nè. Rồi cây cuối cùng là cây Honda ngựa mốt nha. Áo mới, nắp bộ em mới, còn bao nhiêu là riêng hết nha quý khách ha. Xăng riêng nhất riêng dành cho những anh sao lười xăng, lười pha xăng với nhất đó. Này là nhất 4 thì nha quý khách ha. Điểm nữa là cái gì? Tum gời ha, cho nên mình đấu mình sẽ thoải mái nha quý khách. Lát đây chủ Honda luôn nè, còn chạy luôn nè quý khách. Cái này là có một tay cầm à. Thôi em biết tâm lý mấy anh, cho em bắt hai tay cầm sẵn cho mấy anh luôn. Còn ga nằm dưới đây chứ công tắc nằm đây nha. Ga bóp nha quý khách. B12. Cái này là B12 2.6 nha. Đó em báo số báo danh thì quý khách chốt cho chính xác giùm em. Một ngựa mốt GX25 B12. Đây, cái miếng trắng ở dưới cần này cho mình xong mình không có chạm nha đó quý khách ơi, nhìn cái lốc kỹ giùm em. Hôm nay nó còn số series của Nhật luôn nè. Ý thấy cái tay không? Tay về đây. Đó. Quý khách ơi, mua hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên quý khách cứ an tâm nè. Không có ai gạt mình được đâu, thời đại 4.0 rồi. Gạt nhiều chứ ai gạt ít làm chi. Đó. Lóc máy nữa đó nha. Mình xăng đó là mình xăng zin luôn đó nha. Cái áo nó mới với cái này mới đó, chỉ để mình nhìn cho nó vừa mắt thôi. Chứ cái vấn đề là cái lóc nó mới nó ngon hơn nha quý khách. Đó, 2.6 triệu. Rồi. Em like đã xong nha quý khách ha. Em thuyết trình đã xong rồi, bên em có phân phối sỉ và lẻ nha. Quý khách nào mua hàng mà muốn mua hàng số lượng nhiều mà rẻ em bốt cho em là số điện thoại 0858 256 356. Đồng thời nếu mà quên thì nhắn giùm em chữ cửa hàng Thành Hợp, sẽ gặp là cái trang của em bán máy cắt cỏ nha. Đó, máy cắt cỏ này lứa tuổi nào sử dụng cũng được, bà mẹ và trẻ em sử dụng cũng được, người lớn tuổi sử dụng cũng được, trung niên sử dụng cũng được nha. Đó, mình thích cái nào thì nói em đi, em tư vấn hết tình tẹp hết luôn. Rồi sử dụng gia đình cũng được ha, phát cỏ thuê cũng được, cắt cỏ bờ đê 5-6 công đất, 5-6 xào đất trở lên xài ok hết cho quý khách ha. Mua hàng bên em khi mà mình sử dụng máy đó nó gặp vấn đề gì hay quý khách ha, cứ alo cho em hướng dẫn cho quý khách, cho nên mình cứ an tâm vấn đề đó nha. Rồi chào tạm biệt quý khách, em xuống like.